Ok, xin chào tất cả mọi người nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm cái clip này và mình sẽ đi mở rương. Ok, hôm nay thì mình sẽ làm cái clip mở rương vinh danh. Ok, đầu tiên thì mình rương skin này, ba rương này. Để xem mình mở xem lại được cái gì nhá. Hôm trước này mình tích lũy cả hai nick rồi đấy. Ồ, ôi ruby không kìa. Úi giời. Rương vinh danh gì mà toàn ruby với cả biru thế này, làm sao mà sống đây. Vậy là ba cái rương. Ten ten ten, chả có cái gì luôn. Ôi thẻ thử sát thủ này thì ăn thua gì. Rồi ok, mình sẽ mở rương đạo tặc. Wow, được con đạo tặc luôn rồi nè. Ngon, tuyệt vời. Rồi xem phát nữa là cái gì đây. School đạo tặc Pereta không tặc. Rồi ơi. Rồi mảnh trang phục, ok. Đây nhân vật chính của chúng ta đây. Rương vinh danh tướng Ruby kìa. Ngon. Yo, ôi dồi ngon. 10 cái rương ấy, mình mở rồi cái rương. Trời, đen thế nhỉ. Sao 10 cái rương mình mở hoài vẫn còn 7 cái rương vậy. Ô vãi. Ủa mình không nhớ là mở bao nhiêu nhưng mình thấy mà mở hoài luôn ấy. Rồi con nào được cái gì không nào. Ui trời ơi hết hồn. Mạch tướng tưởng được cái gì chứ. Ôi vãi. Hết cả hồn luôn ấy. Rồi ok. Ui dồi toàn ruby thôi. Nên đấy được cái mảnh tướng mà mình làm hết cả hồn. Cố lên. Ui ruby kìa. Mở hoài luôn ấy, có 10 cái rương mà sao mình mở nhiều thế nhở. Đừng đang mà làm clip mở ấy mà, thế xét rồi, hết rồi. Ê, còn 10 thẻ bài rocker này. Ok, mình sẽ vào đổi hết cho nó. Đây, 10 thẻ bài rocker đây, ngon. Đây, mình sẽ mua hết luôn. Dương với anh tướng hồi nãy có 10 cái thôi. Đây là được thêm 5 cái nữa. Ok, mình sẽ vào mình xúc hốt hàng luôn cho mọi người xem. Ui, mảnh tướng này ăn thua gì, chán quá. Ui, được hai cái mảnh tướng rồi này, ngon đấy. Ui, mảnh tướng nhiều thế. Ô, Ruby, để được mảnh tướng nữa chứ. Ui, giỏi Ruby kìa. Rồi xong, vậy là hết rồi. Hồi nãy được mấy, hình như được hơn 100 Ruby sao ấy. Ok, mình sẽ đăng xuất cái nick này ra nha. Mình sẽ vào cái nick kia. Đấy thì mình vào cái nick kia thì hình như bên trong cũng có 20 cái rương vinh danh tướng ấy. Mình sẽ vào mình mở xem có được cái gì hay ho không nhá. Xùi quá. Mình để dành ấy chứ, mình để dành hai cái để làm clip ấy chứ. Mà cái nick kia xùi quá. Hình như là 15 cái rương ấy, chả được cái gì. Biết cái bên này được bao nhiêu đây. Đi cả ba cái rương kia nữa. Rồi ok. Sự kiện chào đón hung thủ, chào thiện, chào kiện mới chẳng sự kiện cái gì. Đây 18. Ok, mình sẽ dở vương độc lập phát con nào. Ôi da. Ui xùi 60 ruby luôn, ngon. Ruby quá dữ. Nào, rương vinh danh, skin. Ui giời, có 10 ruby à. Rương quà đặc biệt. Ai xem ta đây. Ui giời, ruby áo. Dù béo có một ngày làm cái gì không biết. Rồi hộp ngọc, ngọc cấp 1 thì mở làm gì. Cho không lấy chứ. Ê, rương đạo tặc cái nào. Cho. Úi dồi ôi. Nãy giờ mình mở quá trời rương ở đây mà chả xem được cái gì. Cái là con Prete mình không có tướng rồi. Đây rương vinh danh đây. Hãy xem ra đây. Cho. Ủa không biết thì mọi người mở cái này có được cái gì không. Mọi người mở cái này có được cái gì không? Có thể bình luận bên dưới video clip ấy có gì hot hot không? Sao mình mở nó đen thế? Nãy giờ cả mấy chục cái rương rồi đấy. Ôi ôi. Ui ôi, nếu mà mình mở hết tổng cộng hết cái này thì khoảng chục 50 rương rồi đấy. Mà sao toàn ruby với cả biru không thế này? Chán thế nhở. Ui sợ. Con này nào, chỗ này nào. Ui ui, mảnh tướng kìa. 41 rồi, 41 mảnh rồi. Ui giời. Ruby quá trời quá luôn. Ui giời. 15 ruby luôn. Ui giời. Ôi vãi cái trường. Làm sao đây. À. Ơi chả được cái gì hết, chả thế. Có lấy cái nào. Được cái gì hay ho cho mọi người xem chơi cái nào. Yeah. Ui giời. Lại mảnh tướng. 45 mảnh tướng rồi. 50 mảnh tướng là đổi được rồi mà. Có lấy. Yeah. Ui giời. 20 ruby luôn nè. Ôi giời, sẽ trả được cái gì này. Loa to làm cái gì. Rồi ok, mình cũng mở xong rồi. Khoảng 50 rương mà trả được cái gì hết.
xui quá. Ok mọi người, mở rương thì có được cái gì không? Có thể bình luận video dưới clip này cho mình xem với cho mình thèm thuồng chơi nha. Ơi đổi bánh gì đây má ơi. Bánh trang phục sử dụng ra cái này. Rồi ok. À, mình cũng xin dừng clip thôi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi clip này nha. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip sau.